lần là mấy hôm đi bắt cá với đào chuột, anh em mình phát hiện ra một chỗ gọi là rất là nhiều ốc. Mọi người biết ốc gì không? Ốc biêu vàng. Biêu biêu cái gì? Đây là con ốc nhồi mọi người ạ. Ốc nhồi là ốc gì? Ốc nhồi. Nhưng ở trong cống mình đã bắt được gần 10 con này. Đây là ốc biêu. Ốc biêu nó vàng vàng này. Vàng cái gì? Đây là con ốc nhồi này, tí nữa mình sẽ chỉ cách phân biệt ốc biêu với ốc nhồi cho mà xem. Ốc nhồi là như nào? Kia kia. Đây á, phải con ốc biêu này nhá. Không. Đây. Ơi. Đấy là ốc nhồi. Nó tụt cái mồm. À đây, đây, con này là con ốc biêu này. Đấy. Con này con ốc biêu này. Đấy, ốc biêu thì cái mép của nó này, nhìn nó mỏng không? Nó mỏng không? Đây. Nó mà sẽ bị mỏng so với con ốc nhồi này, đấy. Con ốc nhồi nó sẽ bằng này. Đấy. Và cái đít nó cũng mập hơn, nhìn nó mập hơn con ốc biêu thì nhìn nó gầy gầy. Đấy, dài hơn, đấy. Và tí nữa cứ nhặt cả ốc biêu đi. Chế biến xem là con nào sẽ ngon hơn. Đấy bên đây. Nó tụt là dâu nó lại ấy. Ui nhiều thế. Ở khu này khá là nhiều. Ui kia mấy con rồi. Đấy. Sao tí nữa cái món này làm gì ấy? Tí nữa cứ bắt được đã. Kia. Đó. Bắt được gì mà món gì? Luộc à? Không. Luộc nó cầm chiều quá. À nó kẹp lá, nó kẹp lá này. Mình mò tí tí vào. Đây. Mỏi quá em, còng lưng này mỏi. Thế mấy cụ. Đấy, chân này. Mấy bà cụ còng lưng thì mỏi lắm nhỉ anh nhỉ. Anh nhặt bên kia ơi, anh nhặt bên này. Mỗi người một hướng. Cùng nhau ghê nhỉ. Lên chân này, cái cụ nó chả thấy đâu luôn anh nhỉ. Chân này cần đá. Phải xuống dụng dưới kia đây. Trên kia. Không mấy cái dụng nữa. Ai đây, chân này lại đầy nữa. Đấy, ngồi riêng. À, cũng khá khá đấy mọi người ạ. À, tí nhá. Đấy, mày mỏ chỗ nước đấy này. Nước sông đấy. Sông này thì lấy kiểu gì? Mày đi một tí mà được nhiều phết anh nhỉ. Ốc đá này. Đó, hết rồi. Để con mà ngọt này. Bọc đất với lá chuối nướng. Anh lại làm chằn một bọc. Không, được. Anh cho vào nồi mà luộc. Luộc cái gì, mây rửa đi nhá, không nó nhiều mùn lắm này. Đấy, nếu mà có thời gian thì phải ngâm nó nữa để cho nó nhả cái kia, nhưng mà không cần thiết. Rửa đi nhá. Rửa. Ok. Rửa đi. Để em mang xuống chuối em rửa. Đây con ốc biêu. Ốc nhồi. Con nào cũng biêu. Đấy thì để tao lấy xả với ớt nhá. Toàn bộ ốc nhồi. À đấy, vẫn chưa lọc hết. Nhưng lúc nãy em bị điểm cắn đấy. Lấy đâu ra biển ấy, chết hết rồi còn đâu. Để lại một số con ốc nhồi để tí nữa cho mang đệ nó ăn này. Đấy. Mày hơ lá chuối đi. Rồi. Đấy. Anh nhì chặt lười. Cho mặc dù nó sẽ không ngấm được vào đấy, nhưng mà mình cứ ướp cho nó thơm mọi người ạ. Ừ. Nó sẽ cực thơm. Hơ lá chuối để cho nó dẻo. Hơ lá chuối để cho nó dẻo. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 10, 10, 10, 2 rửa. Thơm cực kỳ luôn. Chà chà, mọi người thấy mùi xả chưa? Nếu mà đập ra đấy thì đang thử xem là nướng kiểu này xem nó ngon không. Đấy, xong rồi chảy ra. Rồi thế thôi. Ai có ra. Ngu thế. Đưa đây. Nó thông cho cái lưỡi này. Thông thông cái mông cho ghẻ. Cái mắt làm được cái gì nên hồn. Cái mắt hay là bị chú đấm. Cái mắt. Đây. Để ra. Đấy, xào. Anh xào ớt à? Mọi người sẽ thấy một món kinh điển. Anh em mình xào lên cái nồi đi. Ngon chưa? Xào lên cái kinh điển. Hả? Anh em xào cái chậu đấy đây. Đó, đưa đây. Ừ, hay cho cả chậu lên xào này. À, xào đi. Thôi đừng. Xào ngon. Không. Nhanh lên. Cứ từ từ. Hà Nội không vội được đâu. Đâu làm mất thì dở ấy. Chế biến luôn. Chế luôn. Ừ. Xào. Xà. Món này hơi bị chất chơi đấy mọi người ạ. Chắc là nhanh chín nhỉ. Ốc thì nhanh lắm đấy.
thế, tao cũng nghĩ thế. Bây giờ phải cho thêm củi cơ. Không cần thêm, chưng này cho lên bên trên thì nó mới đều. Chưng này củi là đủ. Tí nữa hơi nóng nó sẽ chín hết. Hấp hơi. Tại vì ốc nhanh chín mà. Đấy, làm mâm ra đây để tí nữa ngồi ăn. Khả năng cao là chín rồi mà. Chín rồi, chín rồi. Mình nghĩ là sẽ chín nhanh thôi, tại vì ốc nhồi nếu mà chín quá thì sẽ mất ngon. Anh được ăn bao giờ chưa? Tao ăn suốt. Mẹ tao bắt suốt. Em chưa được ăn bao giờ. Mày thì chỉ có ốc biêu. Vì chín quá nó sẽ bị đứt đầu. Thôi đấy. Ừ. Mày nhảy, khi mày nhảy ra đi sang bên đây. Đó. À, chuối đâu? Cầm sang đây. Đấy. Em vớt về. Đấy. Vớt về đi. Phải. Tất, nhảy ốc tận mắt chứng kiến cái món của anh em mình đẳng cấp đến nhường nào. Ôi dù ủi nước ạ. Ủi nước ốc thì ngon lắm đấy, nhưng mà đó. Nhưng mà nó hơi dính mùi lá chuối nhỉ. Thơm cực thơm. Wow. Lá chuối nướng xa. À. Anh cho cái đây luôn anh ơi. Đây. Xa. Nhặt cái đây. Ngon đấy. Mở mồm đấy thấy. Ừ đây. Bỏ. Quên. Không lấy cái gì hớt ra. À cháy nha. Anh ném. Đây ốc biêu vàng của mày đây này. Con này ốc chết. Chết cái gì mà chết. Con vàng này cho ốc biêu vàng. Anh nhiều phết đấy nhỉ. Thơm nhỉ. Vui xả với mùi lá chuối xuống nha anh ạ. Xả với lá chuối nó xuống. Quện vào nhau. Cảm giác như là một món đặc sản gì đó. Của Nam Cao. Thịt chó vàng. Wow. Ném một cái nó rụng vỏ ra luôn. Đấy. Đây là phần còn lại. Ốc nước cho nó bị đau bụng. Đấy, rồi. À. Anh này chén luôn đây. À. Anh mới làm cả tăm chất nhỉ. À. Mời tất cả mọi người nhá. Đây, con này cho béo. À. Em ăn con vàng. Ui, vừa khéo chín tới. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Wow, thơm lắm, nó không bị nhầy bị như kiểu con mời tất cả mọi người nhé. Nó không bị nhầy như kiểu con ốc biêu vàng. Thịt nó to nhỉ. Ui, nước này. Ngon lắm, không phải chấm đâu. Ngay ướp nó ngấm nước này. Ngọt lắm anh ơi. Anh mà nhảy xong rồi đừng làm rớt nước nhé. Vẫn rớt nước. Mày biết tại sao? Ăn nướng rớt dãi. Nước dãi giòn lắm mọi người. Giòn mà ngọt. Ui. Nước này. Ngon nhỉ. Nó ngon hơn ốc biêu vàng bao nhiêu ấy. Không, bỏ vào đây nhá, để tí vứt bỏ. Wow. Ốc biêu vàng không có cửa mọi người ạ. Nước này. Ui. Ui, vừa khéo chín đến luôn, ngon, quá ngon luôn. Nước nó ngọt quá. Wow, ngọt cực kỳ. Con này bị bụt đít. Chắc là con nào thật béo. Đây, con này béo nhất này. Ngọt quá. Ui, ui dồi. Béo nhau chết toay ở trong. Ôi, trời. Anh nhìn cái con này của em mới ngon nè. Đó, giao lưu, trao đổi. Còn, chấm và chấm. Nếu mà gỡ được ra, nếu mà đúng lửa là gỡ được ra như thế này. Đấy, cắt vào phần đít đi. Đấy, đây là phần kia này. Đấy, ngon nè. À, chấm cái nào. Con này nhìn mập này, con này mập này.
nữa em để đi bắt một ít. Bắt một ít để mang, mang về tối ăn. Có cái nghề nữa mà bắt thì mình có đấy. Khả năng trên khu trên kia lóc không có à. Trên khu trăm ao sen này trên kia thì khả năng sẽ có rất là cao. Ở khu đánh suối này ngày trước đánh cá rô đồng với kia thì mình thấy có mấy con, hôm nay thì khá là nhiều. Không mấy trên cống. Con nữa hầu hết không có nữa. Ngoài suối toàn ốc bươu vàng, cái loại trứng đỏ ấy. Nước nó ngọt quá. Ngon nhỉ. Cái này à, này. Wow, sắp mưa rồi, tí nữa anh em mình lại được tắm mưa. Ôi dồi dồi, ôi nhưng mà mưa này chẳng mưa lạnh lắm. Mà lắm. Lạnh ý. Hey, cực kỳ mát mọi người ạ. Mọi người đã cảm giác được độ mát của anh em mình truyền qua tín hiệu màn hình chưa? Ôi cái tự nhiên gió mạnh rồi. Sắp bão giữa mùa đông rồi. Từ mưa để mai em đi câu. Mưa đi. Không cần mưa. Mưa đi, chúng tôi cần mưa. Chúng tôi không cần mưa. Mai em cần câu đấy. Mọi người thấy gió to chưa? Ui, bắt đầu lạnh lạnh rồi đấy. Kiểu như bây giờ mà ngồi giữa một cái sông là phải ly trà với lại ăn ốc nhồi cực kỳ ngon đấy. Ơi mà uống coca cơ. Ui trên núi này làm mưa đắng thế nào. Sắp mưa đến đây rồi. Chuẩn bị chạy mưa à, chuẩn bị tắm mưa. Không phải chạy. Mưa ngon thế nhỉ. Đã rồi mà. À, chơi đánh tránh mới ăn. Thế nên là nói xong sẽ lại làm con đỏ. Ôi trời chăm chỉ luôn nè. À, chờ con 2 phút là con ăn xong rồi.